Chào cả nhà nha. Đây là một căn nữa mà nhà đầu tư flip nhà rất là thích luôn. Thường nhà đầu tư flip nhà sẽ mua những cái nhà mà hư sửa lại. Những cái flip nhà hư là những cái thường là cái mong muốn của người flip nhà, do là sẽ mua được giá rẻ và họ sẽ có những cái cách để họ sửa lại và bán kiếm lời. Thì đây là một căn khoảng 200 ngàn ở Garland và diện tích là 3.000 square feet. Và cái nhà này chủ nhà chắc là cơi nới xây dựng thêm phòng mà tới 9 phòng ngủ luôn, 3 phòng tắm. Hiện tại cái giá họ rao bán là 199.900 ở Garland, zip code là 75042. Đây là cái hình của căn nhà nè. Căn nhà nói chung cái cấu trúc căn nhà nó không có theo cái một cái chuẩn cụ thể, nó sẽ nằm lộn xộn hết. Đó là lý do tại sao mà họ không thể đăng cái giá bán cao. Đây có một cái phòng, phòng này là họ mới sửa lại thôi, tường cũng chưa sơn hết nữa. Đây là phía sau sân nhà nè. Đây là một cái phòng nữa, nhìn nó bề bộn luôn. Nhà đầu tư rất là thích những cái căn thế này để mua được giá rẻ và sửa lại. Khi nhà đầu tư mua xong là tất cả mọi thứ sẽ thiết kế lại và bỏ hết luôn, sửa lại cho đẹp mắt. Thì cái người chủ này họ bán là họ make no repair, will no make any repair. Đây là thường là những căn nhà mà mua họ không repair, nghĩa là thường là những ngân hàng á, nếu mà hư hại nhiều ngân hàng rất là khó cho vay. Do đó những nhà đầu tư rất là thích những căn này, họ không có cạnh tranh nhiều, họ chỉ cạnh tranh với những nhà đầu tư khác thôi. Còn cạnh tranh với người mua nhà để ở thì rất ít, lý do là căn nhà này nếu mà ta mua tiền mặt thì mới cạnh tranh được. Còn nếu mà đi vay ngân hàng thường không có chấp nhận, do là sẽ có những cái sửa chữa rất là nhiều luôn trong căn nhà này. Thì thường những căn nhà mà đầu tư thường ta mua những căn nhà mà tiềm năng, nghĩa là chấp nhận sửa lại. Không thể nào mua căn nhà hoàn chỉnh, khi căn nhà hoàn chỉnh rồi giá không thể nào mà rẻ được. Thì mình sẽ đi xuống mình coi cái ước lượng của cái khu này nè. Thường cái cách mà mình ước lượng thì mình có thể vào cái chỗ cái bản đồ của Zillow và vào cái lot line. Trong cái lot line nó sẽ hiện lên những cái giá tiền nhà, những cái nhà này và nhà xung quanh. Hiện tại nó hiện cái giá nhà này ước lượng khoảng 243 ngàn. Những nhà xung quanh nhỏ hơn thì tầm khoảng 200 ngàn, 200 tới 230 ngàn. Đó. Cái nhà này thì nó cái đất nó rộng hơn. Cái đất tới 8 ngàn, trên 8 ngàn square feet. Nếu căn nhà này sửa lại để mà cho thuê á, cũng rất là tốt, tại vì nhiều phòng. Nhiều phòng thì mình cho thuê được nhiều tiền hơn. Và cái sân nó rộng hơn. Đặc biệt cái nhà này rất là gần cái chợ Việt Nam. Nhà này ở khu ở đường Forest Lane và Jupiter, gần chợ Hiệp Thái của Việt Nam ở Garland. Gần chợ Hiệp Thái, gần chợ Sài Gòn Mall. Đi tới đó chừng 3 phút 5 phút à. Đó. Có một cái ước lượng nữa là Zillow, mình đi xuống phía bên dưới Zillow ước lượng tới là 300 ngàn, trên 300 ngàn. Cái căn nhà này nếu mà sửa mà hoàn tất hết mọi thứ đẹp á, mới có giá đó. Hiện tại là cái giá nhà này không thể nào tới giá đó. Chỉ cái với điều kiện là phải sửa lại thật đẹp thì mới bán được giá 300. Thì khi nhà đầu tư mua họ sẽ ước lượng là cái số tiền sửa là bao nhiêu để họ có thể kiếm lời.
Thì với cái giá ước lượng như thế này, căn nhà này hiện tại vẫn dưới giá thị trường nha các bạn. Nếu mà nhà đầu tư có những cái người contractor mà chuyên nghiệp và sửa chữa giá hợp lý á, là sẽ mua những căn nhà thế này. Thị trường nhà ở Garland bây giờ không còn nhiều nhà nữa, ngay cả nhà cũ không còn nhiều, đất là đã xây hết rồi, không còn nhiều nữa. Nhà mới rất là ít luôn. Do đó lựa chọn cho mọi người ở khu vực này chỉ là mua nhà cũ sửa lại là đa số, ngay cả nhà cũ không có để mà mua. Thì cái khu vực Garland ở gần chợ Hợp Thái Trường Nguyên ở chỗ này á, 75042 đã phát triển lâu đời rồi. Do đó không còn đất để xây nhà mới nữa. Chỉ còn những nhà cũ sửa lại thôi. Thì thỉnh thoảng sẽ có những căn như thế này để mà mình mua giá tiềm năng. Ở cái giá này là nhà đầu tư rất là thích hợp nhà đầu tư để mua. Và khi mà nhà đầu tư có số tiền dồi dào mua là sửa lại ngay. Căn này sửa lại ở ở cái diện tích là 3.000 square feet là quá rộng, là có thể bán 300.000 trở lên, trên 300.000. Hoặc là cho thuê lâu dài, cho thuê khoảng 5-10 năm gì đó bán lại. Nếu mà mình có nguồn vốn nhiều đó, sẽ cho thuê nhiều năm và lấy tiền đó ra. Chẳng hạn như là sau khi sửa xong, mình sẽ refinance cái căn nhà này. Đặt trường hợp là ví dụ mình mua cái căn nhà này 200, mình sửa lại thành 200, 250, 250 ngàn. Và giá trị của căn nhà lúc đó nó sẽ thành 300 ngàn. Mình có thể refinance căn nhà lấy cash ra khoảng 200 ngàn tới 250 ngàn. Nghĩa là mình có thể lấy tiền đó ra và mua tiếp một căn nữa. Đó là cách nhà đầu tư có thể làm. Và nếu mình không muốn bán nhà này, mình có thể cho thuê và lấy tiền tháng. Sau 10 năm thì có thể bán được căn nhà này, nó trở thành cái equity, là hiện tại căn nhà là equity của người mua, hay là tài sản của người đó. Sau khi bán là kiếm lời, là cái trong thời gian đó là tiền thuê nhà, là người thuê trả tiền nhà cho mình, trả cái tiền mà mình đi ra ngân hàng luôn. Thì đó là cách mà nhà đầu tư sẽ tiếp tục mua một căn, sửa một căn và lấy tiền ra và mua tiếp. Sửa xong lấy tiền cái nhà đó ra và mua tiếp căn tiếp. Đó là cách nhà đầu tư sẽ làm. Khi mà họ mua luôn, lúc 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 nào cũng mua những căn nhà dưới giá thị trường, giống như căn này. Thì mua dưới giá thị trường thì không bị lỗ và chấp nhận sửa. Nếu mà nhà đầu tư mua đó là chấp nhận sửa lại. Còn nếu mà nhà để ở thì nếu có tiền khá sẽ mua dễ, còn nếu không không có tiền thì mua ra ngân hàng những căn này rất là khó. Do là ngân hàng sẽ trải qua quá trình là đi kiểm tra nhà rồi đánh giá nhà hư hại nhiều thì họ không cho vay được. Họ sẽ bắt phải sửa chữa nhiều thứ mà chủ nhà này bán là không không chấp nhận sửa. Thì chỉ thích hợp cho nhà đầu tư. Thì trong những cái video trước mình sẽ nói là những căn nhà nào là tiềm năng á, thường nó để chữ là investor special hoặc là no repair đó, hoặc là chữ là as is, nghĩa là bán không có sửa đó. Thì đó là những căn thường đa số là thích hợp cho nhà đầu tư. Thì đây là một cái mô hình nữa mà người cho nhà đầu tư có thể mua. Nhà đầu tư rất thích những căn như thế này các bạn. Đó, xin chia sẻ cho các bạn thấy. Những cái video mình đang thường những cái nhà này đang mình đang xong ở chừng vài ngày sau hoặc tuần sau, 2 tuần sau là đa số những cái nhà này sẽ bán rất là mau do cái giá dưới thị trường. Do đó các bạn nếu mà coi video trễ quá thì lúc đó nhà cũng thực sự là đã up market rồi, không còn nữa. Mình muốn mua những căn nhà thì mỗi ngày mình phải theo dõi trên cái những cái trang mua bán nhà đó, và mình thấy những căn này tiềm năng phải đi coi và mua liền. Còn nếu mà đợi coi những video thế này, thực sự là nếu mà không không
take action, không làm sớm thì người khác mua rồi. Đa số những cái video cũ của mình là nhà đã bán hết rồi. Đây là một căn nữa nha các bạn. Chúc các bạn may mắn mua được nhà giá rẻ nha. Cùng tìm nhà, mua nhà và đầu tư, hoặc là mua nhà rẻ hơn giá thị trường để ở, để dành số tiền ban đầu. Chúc các bạn may mắn.